Xin chào các bạn. Đây là cây ổi lê nhà mình. Thì hôm nay mình chia sẻ thời điểm bón NPK cho cây ổi đúng thời điểm. Thì để cho cây phát triển tốt và cái kích cỡ quả đạt được cái kích cỡ tốt nhất, kích cỡ tối ưu nhất nhé các bạn. Nên nó đạt được cái kích cỡ to nhất đấy các bạn. Thì cái mình bón NPK là phải bón đúng thời điểm. Đấy thì cái quy trình mình bón NPK là như sau. Thì khi sau khi mình cắt đọt, bấm các cái đọt non của nó để chuẩn bị cho nó ra một lớp quả mới, thì bắt đầu mình bón lứa cái lần NPK đầu tiên. Đấy thì khi mình cắt, bắt đầu cắt đọt, bấm các cái đầu cành này đi. Thì sau khi bấm khoảng 1-2 ngày bắt đầu mình sẽ tưới cho nó NPK. Và khi nó bật mầm lộc ra các cái đầu cành như thế này và nó có bắt đầu có nụ hoa, mà cái nụ hoa nó còn nhỏ nhé các bạn, nụ hoa nó còn nhỏ khi nó chưa nở ấy, thì nó chỉ bằng một nửa của cái ngón tay út này thôi, thì ta lại bón NPK đợt 2. Thì sau đợt 2 đấy mình bón NPK đợt 2 là nó có tác dụng là để cho quả ổi nó không bị rụng và nó đậu, khả năng đậu hoa, hoa đậu sang quả được tốt hơn, thì mình sẽ bón NPK vào cái giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn thứ ba này là cái giai đoạn để quyết định cho cái quả ổi của mình nó đạt được cái kích cỡ tốt nhất. Thì trong cái giai đoạn mà nó ra hoa và đậu quả non thì ta không tưới bón cái phân gì cả, lúc đó ta chỉ tưới nước hàng ngày thôi, thì để cho nó không bị rụng quả nhé. Chứ trong thời gian mà đang ra hoa mà đậu quả non mà chúng ta bón phân thì rất dễ bị rụng quả. Thì khi mà cái quả của chúng ta đạt được kích cỡ nó to như là cái ngón tay trỏ ấy các bạn, thì lúc đó ta có thể lại bón NPK đợt 3 cho nó được, thì lúc đó quả ổi nó sẽ không bị rụng. Còn đây mình, cây của mình cũng bị rụng một số quả đấy các bạn, là do cái đợt này là mưa nhiều quá. Đấy, mưa nhiều quá nó cũng gây rụng nhé các bạn. Đây, đây các cái vết rụng vẫn còn cái cuống ổi đây các bạn. Đấy thì mình sẽ cho các bạn xem cái quả ổi lê mà cây này đợt trước nó sót lại một vài quả đấy các bạn, thì nó đã đạt được cái kích cỡ rất là to rồi các bạn. Đấy, mình muốn cho cái cây ổi của mình đạt được cái kích cỡ quả to đều như thế này. Đây, bằng một quả này to đúng bằng một cái bàn tay của mình đây, bằng bốn ngón tay các bạn. Đấy thì trong các cái giai đoạn như thế là mình phải bón NPK đúng các cái thời điểm như thế, thì nó sẽ kích thích cho cái quả phát triển. Tại vì cái thời điểm quả non như này là cái thời điểm nó đang chuẩn bị phát triển rất là mạnh, thì là mình phải bón NPK ngay trong cái thời điểm này, thì quả ổi nó mới đạt được cái khuôn to mà chuẩn nhé các bạn. Đấy thì là do hôm nay là mình bón NPK nên là mình sẽ bứt quả ổi này. Quả ổi này thì đáng nhẽ ra là phải để cho thêm một vài ngày nữa nó chín, nhưng mà do hôm nay là mình bón NPK, nó là dạng phân vô cơ ấy, thì mình không muốn là cái chất vô cơ nó sẽ vào cái trái ổi này ngay, thì mình sẽ bứt để mình có thể dùng trái ổi này luôn.
Nghĩa là cái màu da của nó trắng lên như thế này là ăn thì nó rất là giòn rồi các bạn, giòn và ngọt rồi. Còn nếu để chín thêm thì nó sẽ ngọt hơn nhưng mà nó lại mềm. Đấy thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành tưới NPK cho nó nhé các bạn. Thế còn sau cái giai đoạn NPK này thì mình lại có thể tưới cho nó phân chuồng, phân hữu cơ để nó làm cho đất tơi xốp và bộ rễ nó được khỏe mạnh, thì cây nó kết hợp vừa phân vô cơ và phân hữu cơ thì cây nó mới phát triển mạnh và quả nó mới to được nhé các bạn. Đây thì cũng trong nhiều video khác thì mình cũng chia sẻ cái loại phân LPK màu xanh đây. Người ta còn có thể gọi là phân lân đầu trâu. Đấy, tỷ lệ của nó là 13 13 13 cộng TE. Đấy nghĩa là đạm 13, lân 13 và kali 13. Đấy, nó cân bằng như thế thì nó sẽ thúc vào vấn đề phát triển quả nhé các bạn. Thế còn đây là mình đã ngâm vào nước sẵn rồi, xong mình giã nát nó ra rồi. Thì bây giờ chỉ việc hòa vào đây thôi. Thì các cái tỷ lệ pha NPK này thì mình cũng có rất là nhiều video mà chăm sóc cây ổi này mình đã nói kỹ rồi. Thì hôm nay mình sẽ không nói đến cái phần tỷ lệ pha như thế nào nữa nhé các bạn. Đấy thì do trời mưa dài ngày mà cái cây ổi của mình nó đã đến cái thời điểm là phải bón NPK rồi, nên mình vẫn bắt buộc phải bón dù cho là trời mưa dầm vài ngày nay, nghĩa là mưa liên tục vài ngày hôm nay rồi, thì hôm nay mình vẫn đến thời điểm đúng thời điểm thì mình vẫn phải tưới cho cây nhé các bạn. Thì do là trời mưa thì mình chỉ tưới cho nó một gáo thôi các bạn, tại vì trong cái chậu đất của nó đã ọng nước rồi, thì giờ mình chỉ tưới một gáo thôi, có tưới nhiều thì cái phân này nó cũng không ngấm được vào gốc cây mà nó chảy ra hết, thì mình sẽ để dành cho khoảng 1 2 hôm nữa mà nó trời thời tiết nó khô ráo thì mình lại tưới tiếp cho nó một lần nữa. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ cái cách tưới LPK đúng thời điểm để cho quả ổi đạt được kích cỡ to nhất và cây ổi phát triển tốt nhất. Và đến đây mình xin tạm dừng kết thúc video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.